Màn hình giải trí trung tâm Sinh 4 bao gồm rất nhiều tính năng và cài đặt. Ở trên góc trên cùng màn hình, bạn có thể thấy hai biểu tượng chính, nút phương tiện và ứng dụng. Nút phương tiện sẽ dẫn bạn đến bảng điều khiển và cài đặt. Bảng điều khiển bao gồm cài đặt một số tính năng như camera, hỗ trợ lái, màn hình off-road, và chế độ valet. Bảng cài đặt bao gồm các tùy chọn điện thoại. Hỗ trợ lái. Kết nối. Cập nhật hệ thống. Ứng dụng di động. Và trợ lý for. Trở lại màn hình chính, nút ứng dụng mở ra danh sách tất cả các ứng dụng chính của hệ thống sinh 4 như radio và điện thoại ngoài ra thay vì tra cứu thông tin thủ công trên sách hướng dẫn sử dụng bản cứng bạn có thể sử dụng tài liệu bản mềm với tính năng tìm kiếm thông tin ngay trên màn hình ở chính giữa màn hình là ứng dụng hoặc bảng điều khiển tính năng đang được kích hoạt ví dụ ở đây là màn hình radio ở phía dưới bạn có thể dễ dàng truy cập nhanh năm ứng dụng gần nhất và cuối cùng là tính năng điều khiển hệ thống điều hòa không khí Hệ thống sinh 4 còn có khả năng tự cập nhật phần mềm nhờ tính năng for power up. Với kích thước lớn, màn hình sinh 4 thực sự mang lại cho bạn sự thuận tiện để kiểm soát tất cả cài đặt và tính năng xe. Lần tới khi bước lên xe, hãy thử khám phá tất cả những tính năng thú vị này.